Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 8 tháng 10 gồm có Trước hết là bản tin Cái đến là một vui bước tin mừng Và cuối cùng là phút cầu nguyện Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung ương và Xuân Khánh theo dõi tin tức Cha tiếp nhóm làm việc hỗn hợp chính thống công giáo. Vatican, vào sáng ngày 7 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp nhóm làm việc hỗn hợp chính thống công giáo tham dự khoa học thường niên tại Roma. Đây là lần đầu tiên nhóm làm việc tại Roma. Đức Thánh Cha đã cảm ơn công việc của nhóm để phục vụ sự hiệp thông giữa công giáo và chính thông giáo. Nhắc lại lời Đức Hồng Y Cốc về nhiệm vụ của nhóm, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mà các truyền thống khác nhau có thể làm phong phú cho nhau nhưng không làm mất đi bản sắc của chúng. Đức Thanh Cha nhận định, Thật tốt khi nuôi dưỡng một sự hiệp nhất được làm giàu bởi những khác biệt, điều sẽ không bị rơi vào cám dỗ của sự đồng nhất nhạt nhẽo. Theo tinh thần này, các cuộc thảo luận của quý vị tập trung vào việc đánh giá cao các khía cạnh khác nhau hiện diện trong truyền thống của chúng ta, thay vì làm phát sinh bất đồng, có thể trở thành cơ hội hợp pháp để bày tỏ đức tin tông truyền chung. Từ tên của nhóm nhóm làm việc thánh irene đức thánh cha nhắc rằng thánh nhân là một người đông phương nhưng làm giám mục ở tây phương ngài là một cầu nối thần học và thiêng liêng tuyệt vời giữa các kỹ tơ hữu phương đông và phương tây phân tích rằng tên của thánh nhân có chứa từ hòa bình từ đó đức thánh cha khẳng định hòa bình của chúa không phải là hòa bình được thương lượng kết quả của các thỏa thuận nhằm bảo vệ lợi ích nhưng là hòa bình hòa giải gắn kết với nhau trong sự hiệp nhất đó là sự bình an của Chúa Giêsu, vì như thánh tông đồ Phaolô viết, Đức Kitô là bình an của chúng ta, Đấng đã làm cho chúng ta nên một và đã phó bỏ bức tường ngăn cách của sự thù địch. Với sự giúp đỡ của Chúa, quý vị cũng đang nỗ lực phá bỏ những bức tường ngăn cách và xây dựng những nhịp cầu hiệp thông. Đức Thánh Cha cũng nói đến chủ đề quyền tối thượng và hiệp hành mà nhóm đang suy tư. Ngài nhận định đây không phải là hai nguyên tắc cạnh tranh để được giữ cân bằng, mà là hai thực tại thiết lập và duy trì lẫn nhau trong sự hiệp thông. Quyền tối thượng giả định việc thực thi tính hiệp hành, cũng thế tính hiệp hành đòi hỏi sự thực thi quyền tối thượng. Việc nghiên cứu hiệu quả về quyền tối thượng trong các cuộc đối thoại thần học và đại kết cần phải đặt nền trên việc suy tư về tính hiệp hành. Đức Thánh Cha xác tín rằng trong một giáo hội hiệp hành, việc thực thi quyền tối thượng của Phêrô sẽ được rõ ràng hơn. Đức Thánh Cha khai mạc chương trình sinh thái và môi trường tại Đại học Laterano. Vatican, sáng ngày 7 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi thành lập chương trình học mới về sinh thái và môi trường, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và bảo vệ công trình sáng tạo tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Buổi khai mạc có sự hiện diện của Đức Thượng phụ Bartolomeo của Giáo hội Chính thống Constantinop, bà Tổng giám đốc UNESCO Aurea Trong bài diễn văn, Đức Thanh Cha tố cáo những hành động xấu xa chống lại trái đất, những hành động không chỉ giới hạn cho việc gây thiệt hại cho khí hậu, nước và đất, và giờ đây đang đe dọa sự sống trên trái đất. Đức Thanh Cha chia sẻ với Đức Thượng phụ Bartolomeo cho việc loan báo về tình yêu dành cho thụ tạo và sự dấn thân chăm sóc nó và cho biết chính Đức Thường Phụ truyền cảm hứng cho Ngài cho việc soạn thảo thông điệp Fratelli Tutti. Ngài nhắc lại lời của Đức Thường Phụ, bảo vệ thụ tạo là cách thế yêu thương, dần dần chuyển từ điều tôi muốn đến điều mà thế giới của Thiên Chúa cần. Đó là sự giải phóng khỏi sự sợ hãi, sự tham lam và sự lệ thuộc. Theo Đức Thánh Cha, chương trình học mới nhắm đặt nền tảng cho cuộc đối thoại và có tổ chức về cách thế nhận biết và lắng nghe tiếng kêu của ngôi nhà chung của chúng ta đòi được bảo vệ và chăm sóc. Tiếng kêu này đã phá vỡ bức tường thờ ơ và thâm nhập vào nhiều bối cảnh bằng cách tập hợp những lợi ích hưởng khác nhau trong các tổ chức quốc tế và hội nghị đa phương. Đức Thanh Cha đề cao sự tham gia của Đại học Laterano và ý tưởng là của mọi đại học để chuyển trao nỗ lực đào tạo nhận thức sinh thái và phát triển nghiên cứu để bảo vệ ngôi nhà chung. Cuối cùng, Đức Thanh Cha nhắc rằng không có nền sinh thái học nào mà lại không có nền nhân học đầy đủ và ngài cảnh báo. Nếu không có một hệ sinh thái toàn vẹn thực sự thì chúng ta sẽ gặp một sự mất cân bằng mới. Điều này không những không giải quyết được các vấn đề, mà còn thêm vào những vấn đề khác. Ngài nói thêm, ngay cả trong số các tín hữu, cần phải biến đổi mối quan tâm đơn thuần dành cho môi trường thành một sứ mạng được thực hiện bởi những người được đào tạo, kết quả của một kinh nghiệm giáo dục đầy đủ. Đó là trách nhiệm lớn nhất đối với những người bị loại trừ, bị bỏ rơi và bị lãng quên vì suy thoái môi trường. Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt vi phạm nhân quyền ở Congo Genève, phát biểu tại phiên họp thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền của các nước châu Phi, hôm thứ Ba ngày 5 tháng 10, Đức ông John Pusser, đặc phái viên của Ủy ban Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, lên án các hành vi bạo lực đang diễn ra ở Congo, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương làm mọi cách để chấm dứt tình trạng này. Tình hình tại Congo ngày càng trở nên bất ổn với những vụ phá hoại ngày càng gia tăng của các băng nhóm liên quan đến sự khác biệt trong việc tổ chức lại Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2023. Giáo hội Công giáo cũng bị ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công này. Nhận xét về tình hình tại quốc gia châu Phi này, Đức ông Buse cho rằng tình hình rất đáng báo động. Ngài lên án mạnh mẽ tất cả các hành vi bạo lực, đặc biệt những hành vi gây thiệt hại nhân mạng và tất cả các hình thức bạo lực tình dục. Đại diện tòa thánh chỉ rõ, bất ổn chính trị và mất an ninh đã tàn phá việc bảo vệ nhân quyền trong nước. Tòa thánh đặc biệt lo ngại về các cuộc tấn công chống lại giáo hội công giáo, tạo thành một cuộc tấn công nghiêm trọng vào tự do tôn giáo và ngôn luận vi phạm dân chủ. Vì vậy, Tòa Thánh mời gọi các bên liên quan phải đảm bảo tiến trình bầu cử năm 2023 diễn ra một cách tự do, minh bạch, toàn diện và dân chủ trên nền tảng của một sự đồng thuận hiệu quả. Đức ông c cũng bày tỏ lo ngại về dự luật Siani được đưa ra tại Quốc hội vào tháng 7 năm 2021. Theo đó, nếu người Congo có cha mẹ không phải là người Congo thì không được bầu vào chức vụ tổng thống và các vị trí cấp cao khác trong các cuộc bầu cử, dự luật này gây bất ổn và chia rẽ trong đất nước. Sau cùng, Đức ông Son Pusser cảnh báo rằng khủng hoảng nhân đạo do các cuộc xung đột kéo dài làm cho 5 triệu hai người phải rời bỏ đất nước, tình trạng quá tải trong các nhà tù. Vị đại diện tòa thánh kêu gọi chính quyền phải có quyết định thích hợp và kịp thời để cứu người dân Congo, bảo vệ nhân quyền và phẩm giá của họ. Tòa thánh liên đới và dẫn thân cho người tị nạn Geneva hôm thứ Ba ngày 5 tháng 10 với vai trò là trưởng phái đoàn của tòa thánh tại Ủy ban điều hành lần thứ 72 của chương trình dành cho người tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Bà Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, phụ trách về các quan hệ đa phương, kêu gọi các quốc gia cùng hành động cho người tị nạn, đồng thời nhấn mạnh rằng Tòa Thánh đã bảo tình liên đới và dấn thân cho những người dễ bị tổn thương này. Bà Di Giovanni nhận định về vấn đề người tị nạn hiện nay trong một cuộc khủng hoảng của tình liên đới một thách đố cấp bách đối với thời đại của chúng ta một thách đố chất vấn lương tâm của chúng ta như một gia đình của các quốc gia bà nhắc lại rằng hiện nay ở nhiều khu vực trên thế giới có hàng triệu người không được hưởng các quyền cơ bản và các quốc gia đón tiếp họ không nhận được sự hỗ trợ thích đáng do đó một số quốc gia đón tiếp này đã thực hiện chiến lược thuê ngoài khi đẩy những người di cư sang một nước khác theo thứ trưởng ngoại giao tòa thánh giải quyết như vậy là không bền vững bởi vì nó né tránh trách nhiệm trực tiếp đối với dòng người di cư và tị nạn lớn qua các thỏa thuận ngăn chặn họ thường là vô thời hạn. Tòa thánh mong muốn các quốc gia phải có các hành động cụ thể, nghĩa là cấp thị thực nhân đạo một cách hiệu quả, thận trọng và quảng đại, mở hành lang nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương nhất và đảm bảo cho các gia đình được đoàn tụ. Đồng thời, tòa thánh kêu gọi giải quyết nguyên nhân của các cuộc xung đột và bất ổn để mọi người có thể sống trong hòa bình, an ninh tại quốc gia của họ. Tiếp đến, bà Di Giovanni, đề cập đến tình trạng của người tị nạn đến từ Afghanistan, kêu gọi các quốc gia quan tâm đặc biệt đến những người này. Bà cũng không quên nói đến việc chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn. Vấn đề này phải được luật pháp và chính phủ đảm bảo để không có sự phân biệt đối xử, nhưng tập trung vào lợi ích của mỗi người dựa trên quyền được sống từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Bà Di Giovanni kết thúc bài tham luận với lời kêu gọi mọi người ý thức sâu xa về tình huynh đệ của chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều chia sẻ trách nhiệm chăm sóc anh chị em của chúng ta đặc biệt những người bị đe dọa tính mạng và tự do vì chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch và do đàn áp chính trị hoặc thuộc một nhóm xã hội đặc biệt. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh kết luận, nếu không có tình huynh đệ này thì không thể xây dựng một xã hội công bằng, một nền hòa bình vững chắc và lâu dài. Tòa Thánh tái xây dựng chủ nghĩa đa phương với công bằng xã hội và trách nhiệm. Geneva, hôm thứ Ba ngày 5 tháng 10, phát biểu tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển với chủ đề từ bất bình đẳng và dễ bị tổn thương đến thịnh vượng cho tất cả, đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher ngoài trường tòa thánh nhấn mạnh sự bất bình đẳng toàn cầu nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra và kêu gọi cải cách thực sự trong thương mại, tài chính và phát triển. Đức tổng giám mục nhận định rằng đại dịch đã dẫn đến cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Thực tế tình trạng khẩn cấp về sức khỏe đã tỏ rõ tính mong manh của mô hình kinh tế hiện nay với những hậu quả rất nghiêm trọng đối với những người yếu thế và dễ bị tổn thương. Theo Tòa Thánh, chúng ta không được lãng phí bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng hiện tại. Đây là cơ hội duy nhất cho sự thay đổi bền vững và cho sự phát triển con người toàn diện đích thực, điều chỉ có thể đạt được khi tất cả các thành viên trong gia đình con người cùng tìm kiếm và đóng góp cho công ích. Do đó, cần phải có những thay đổi quan trọng để giải quyết những khó khăn và bất bình đẳng. Ngoại trưởng Tòa thánh đưa ra các giải pháp. Thứ nhất, tái phân phối tài chính và tăng tính lũy tiến các chương trình đánh thuế thu nhập cùng với việc áp dụng thuế thích hợp các doanh nghiệp, đặc biệt các công ty đa quốc gia. Thứ hai, điều không kém phần quan trọng là hướng tới các kế hoạch trả nợ cho các khoản nợ công bên ngoài của các nền kinh tế đang phát triển, để đạo đức trở lại đóng vai trò xứng đáng trong thế giới tài chính và thị trường, phục vụ lợi ích của các dân tộc và công ích. Thứ ba, tăng cường hợp tác quốc tế và cung cấp cho mỗi quốc gia phương tiện thích hợp để ứng phó với những thách thức hiện tại. Trên thực tế, điều này sẽ đại diện cho sự đầu tư vào khả năng phục hồi hệ thống. Ngoại trưởng Tòa Thánh kết luận, trong những thập kỷ gần đây, cộng đồng quốc tế hoàn toàn không có khả năng hoặc tệ hơn là không muốn đưa ra các đề xuất toàn diện nhằm giảm bớt khó khăn của các quốc gia và cộng đồng nghèo nhất. Đây là lý do tại sao đã đến lúc khôi phục quan niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau và xây dựng lại chủ nghĩa đa phương xung quanh các lý tưởng về công bằng xã hội và liên trách nhiệm giữa các quốc gia và trong các quốc gia. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Vui bước tin mừng Theo trên đám trẻ chanh châu vào cánh đồng Giáo sư Tích Thiện thuộc xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Đa số giáo dân là những người miền Bắc và miền Trung Trước kia là công nhân đồn điền cao su Sau năm 72, đổ dồn về đây sinh sống Giáo xứ trong cảnh không có chủ tranh, cứ mỗi ngày Chúa Nhật tụ họp nhau tại nhà thờ để cầu nguyện. Ông Trùng Lược đứng ra cử hành phục vụ lời Chúa. Tới năm 1975, thêm gia đình ông Nhàn cùng các anh chị em xuất sáng tập họp nhau lại thành một nhóm nhỏ. Cứ sau buổi phục vụ sáng Chúa Nhật, về một nhà nào đó chia sẻ và học hỏi tin mừng. Dù chẳng được ai dẫn dắt, họ hoàn toàn tin tưởng phó mình để Chúa dẫn đưa. Khoảng năm 1980, theo một số anh chị em đạo đức thiện nguyện vùng chung quanh, cách xa nhau hàng chục cây số đến gia nhập. Họ đều đi bộ để gặp nhau vào mỗi thứ nhật sau giờ phục vụ lời Chúa, thì phân công, giao trách nhiệm cho nhau. Tới 2 giờ chiều dạy giáo lý, rồi chầu thánh thể, sau đó chia tay, ai nấy lại trở về nhà mình. Mãi tới năm 1985, Linh Mục mới được về dân một thánh lễ Giáng sinh nhưng sau đó ngài lại bị đưa về huyện ủy để nghỉ ngơi tại khu nhà dành riêng cho các cán bộ. Khi nghe biết có thánh lễ, dân chúng các xã Lộc Quang, Lộc Tấn, Lộc Hưng, cả bà con ngoài huyện Lộc Ninh cũng dìu dắt nhau gồng gánh khoai kẹo về đây trước mấy ngày, nôn nao như chờ đón ngày hội. Tôi đến họ nằm ngủ trên các ghế trong nhà thờ và dọc hành lang chung quanh. Vậy đó mà sáng hôm sau mọi người vẫn tươi vui lạ thường, vì được ngủ trong nhà Chúa. Qua tới năm 90, một nhóm bốn anh em tông đồ giáo dân được sai về đây, trong đó ba anh có chị em họ hàng trong giáo xứ có được chỗ trú chân, còn một anh thì cứ nay nhà này, mai nhà kia. Các anh sống lặng lẽ với mọi người, cũng làm thuê làm mướn sinh sống, cũng tìm đến với bà con sắc tộc Tiên và Khmer vùng này. Nhưng hai bên ngôn ngữ bất đồng đã đành, mà còn khác biệt về cung cách thể hiện, nên qua lại thăm hỏi cũng khá lâu, nhưng chẳng kết thân được với ai. Bà con luôn tỏ ra dè dặt, có thể vì khách đến nhà quên gõ cửa hoặc gõ cửa không đúng cách, không tạo ra được một dòng chảy của tình thân từ trái tim đến trái tim. Chuyện đơn giản chứ không khó khăn gì nếu người được sai đến với bà con có được cung cách xứng hợp để có thể bày tỏ khuôn mặt thiên chúa tình yêu. Thực tế, có những người thợ được sai vào cánh đồng nhưng lại quên mang theo một con tim thân thiện cùng với đôi tai biết lắng nghe. Và vì thế, bao năm mãi miết trên cánh đồng mà mãi vẫn cứ như người ở bên rìa, gần mặt mà sao vẫn cách lòng. Nhóm anh em cứ lôi hoay mãi cho đến một ngày chính chúa mở cho anh em cánh cửa vào nhà bà con, tương tự như cánh cửa mở ra cho con thiên chúa làm người khi hạ sinh vào trong thế giới này. Khởi đi từ cuộc gặp gỡ những người tranh chiên sống ngoài đồng thức đêm canh giữ đàn vật. Và ở đây, một đám trẻ chăn trâu trên con đường mòn ngoài nương rẫy vào một buổi trưa nắng gắt. Hôm đó, chừng 12 em nhỏ xiên đang ngồi dưới bóng một gốc cây lớn vừa nô đùa vừa trong chừng lũ trâu anh cỏ gần đó. Chúng tôi tới làm quen. Cũng may là các em nói tiếng kinh khá rõ. Chúng tôi để ý thấy trên cổ mỗi em đều đeo một chạc ná cao su, để khi gặp chim gặp sóc thì bánh kiếm thức ăn mang về Gặp các em ít lần, chúng tôi đã học được nơi các em nét đơn sơ vui vẻ, dễ mến, và chúng tôi có thể cùng các em vào sóc thăm gia đình. Đây là sóc Tram, còn gọi là sóc ông Tranh, bởi ông này là trưởng tộc. Từ sóc tới nhà thờ Tích Thiệt, chừng 5 cây số. Gia tộc ông Tranh bao gồm anh em con cháu sống sát bên nhau, bà vợ ông Tranh bệnh sốt rét đã lâu. Gia đình nghe thấy người này người kia chỉ rước thầy này bà kia cũng làm theo mà tới nay bệnh vẫn không khỏi. Gia cảnh đã quá kiệt quệ. Bà Bạch, chúng tôi có cớ thăm hỏi gia đình thường xuyên hơn. Nhưng chỉ đến để cảm thông với gia đình và thầm cầu nguyện xin Chúa làm điều Chúa muốn. Cho đến một ngày, bà vợ ông tranh mất. Trước lúc ra đi, bà cũng đã xin tin theo Chúa. Chúng tôi ngỏ lời muốn giúp bà cổ áo quan, người nhà đồng ý, và anh em đã bán chiếc xe đạp là phương tiện duy nhất để mua. Nghĩa tử là nghĩa tật, ân nghĩa với người chết đã nối kết chúng tôi với người sống. Anh em chúng tôi trở thành người nhà của một đại gia đình. Nhà ông Tranh trở thành điểm hẹn và cũng là nhà cầu nguyện, nơi anh em chúng tôi có thể dẫn dắt và loan báo tin mừng cho bà con hàng tuần, học nhau, học hỏi giáo lý và lắng nghe lời Chúa. Hai năm sau, trong ngày bổn mạng giáo xứ, ba cô thiếu nữ con cháu ông Điệu Tranh là Thị Tâm, Thị Bang, Thị Hồng đã xin lấy nhận bí tích rửa tội tiếp đó các em được cởi về học các khóa lời chúa và cầu nguyện tại nhà các nữ tu paulo ở lái thiêu để về giúp cho mọi người trong gia đình dòng họ hiểu về chúa bà cô gái trẻ học được bao nhiêu thì nói lại bấy nhiêu cùng với sự giúp sức của anh em chúng tôi và chỉ sau một năm cả gia tộc này đã trở về cùng hội thánh chúa thế là những luống cày đầu tiên của anh sủng đã đâm bông kết trái nơi cổ của đám trẻ chanh trâu ngày nào không còn đeo chạng ná mà là tượng thánh giá chúa. Điều mới lạ vừa diễn ra ở đây là gì? Vẫn những khuôn mặt, vẫn những đời tranh rau, nhưng trong lòng các em hôm nay tràn ngập niềm vui tin mừng vì đã gặp được giê -xu. Chính người cũng đang ra vui trong lòng các em vì cùng với các em cách lên lời ca tạ ơn ngàn đời. Lạy Chúa, con người khen cha vì đã bày tỏ màu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Vào những năm 1990, khi bà con tiên vùng này vẫn còn ở sâu trong nương rẫy và rừng rậm, cuộc sống hoàn toàn khép kín với bên ngoài, còn tin kiêng đủ thứ, thì từ sự kiện gia đình ông điệu tranh tin theo chúa gây hoang mang lo sợ cho dân làng, dám bỏ thần thánh của núi rừng, thế nào cũng bị trời đánh thánh vật cả dòng tộc. Nhưng sau một thời gian, mọi người thấy gia đình ông vẫn vui tươi và bình an, và chính gia đình ông tranh cùng đứng ra làm chứng, lời chứng hùng hồn và cụ thể của một dòng tộc về một thiên chúa là cha, hết lòng yêu thương con cái, luôn ở gần để nâng đỡ che chở, chứ có đau như thần rẫy thành rừng, muốn xin điều gì là phải cúng con gà, con heo. Và thế là cả làng sẵn sàng tin theo. Một hôm trên đường băng qua cánh rừng, anh em chúng tôi thấy một căn trò nhỏ lụp sụp và siêu vẹo. Chúng tôi ghé thăm xem sao. Đó là một gia đình ở Sóc Bù Phu bị bệnh phong, nên dân làng buộc phải ra sống riêng lẻ. Ông tên Điệu Môn. Hai bàn tay đã bị rơi rụng hết các ngón, mắt và miệng lở loét. Ông sống cùng với ba đứa con gái, đứa lớn mới 12 tuổi phải lo gánh vác để nuôi sống cả nhà. Bốn cha con không ai dám lại gần. Chuyện gặp gỡ gia đình người Phong tưởng sẽ là câu chuyện cho chúng tôi quen với bà con sóc bù phu. Nào ngờ, khi nghe chúng tôi kể lại chuyện này, bà con ngại ngùng không muốn tiếp đón chúng tôi. Mặc dù đã cố giải thích cho bà con hiểu bệnh phong chỉ lây khi mình bị thương tích thôi. Thật vậy, đứng trước nỗi sợ hãi thì người ta ít chú ý tới lý lẽ lắm. Và chúng tôi đành phải chia tay hẹn dịp khác. Đứng giữa lần ranh của bù phu với gia đình bệnh phong, biết nói sao giờ. Trong khi cả hai cùng cần được dẫn dắt để có thể nhận biết thiên chúa tình yêu, đặc biệt gia đình người phong. Khi đứng nhìn từng người trong gia đình Ông bố lẻ loi cần bàn tay của hội thánh nâng đỡ. Còn ba cô con gái bé nhỏ, chúng tôi đứng nhìn mà nghe trong tim, cần khát lòng mẹ. Hơn ai hết, các con cần ánh mắt mẹ canh giữ, cần trái tim mẹ che chở. Trong cái khó đã ló cái khôn, ánh sáng đã lóe lên phía chân trời để vẫn có thể giúp được gia đình người phong mà vẫn có thể vào bù phu. Thực ra chuyện không có gì khó chỉ cần đưa gia đình người Phong vào trại Phong, Bến Sắn và ba cháu bé có vòng tay mẹ. Bệnh tình ông bố được chữa trị và bù vô không còn ám ảnh nỗi sợ lây nhiễm. Thế là đẹp cả đôi đường. Và anh em chúng tôi đã trở lại với gia đình ông Điệu Môn, vừa giúp đỡ vừa thuyết phục. Tới lui vài lần, sắp xếp được gia đình ông về trại phòng bến sánh, trao gia đình và đặc biệt ba cháu nhỏ vào trong vòng tay các nữ tu dòng nữ tử bác ái. Ở đó các cháu được hít thở, hơi ấm của lòng mẹ. Nhà ông Điều Môn đi rồi, bà con sóc bù phu từ đó cũng dắt dìu nhau tìm về dòng suối Thanh Tẩy. Bước đầu vào sứ vụ, từ cuộc gặp gỡ các bạn nhỏ chanh trâu tới trà ram, ngang qua nhà Điều Môn tới bù phu, chúng tôi đã học được nét đơn sơ vui vẻ, dễ mến và đã biết khóc tiếng khóc của lòng mẹ khi nhìn ba cháu bé đã bập bẹ hát khúc dạo đầu bài tình ca thiên chúa tiếng hát mất hút giữa núi rừng và nương rẫy, trong khi toàn thân lao tới, bước cho được nhịp bước của con thiên chúa làm người đang loan báo tình yêu cứu độ. Đa Minh Trần Văn Tân Vatican News tiếng Việt Chuyên mục phút cầu nguyện. Hãy siêng năng lần hạt mân côi. Quý thính giả thân mến, ngày 7 tháng 10 hôm qua, chúng ta vừa mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ này được bắt đầu từ năm 1571, để ghi nhớ ơn lạ đặc biệt của đức mẹ. Vào năm 1571, sau những hỗn loạn của tình trạng cải cách trong giáo hội, nhiều miền đất của Kitô hữu không được bảo vệ và dễ bị xâm chiếm. Đế quốc Ottoman đã lợi dụng yếu tố này. Vào tháng 10, họ đã xâm chiếm đảo Sip và đã cầm tù khoảng 15.000 Kitô hữu số binh sĩ của quân đội thổ nhĩ kỳ đông hơn lính của các quốc gia âu châu rất nhiều và tình cảnh của bên kitô giáo có vẻ như hoàn toàn tuyệt vọng đức thánh cha pio thứ năm đã ngoại giao khôn khéo và thuyết phục được nước ý và tây ban nha cộng tác với nhau chống lại quân thổ đức thánh cha cũng đã yêu cầu mọi tín hữu công giáo lần chuỗi mân côi các nhà thờ khắp Tây Âu đông kín Kitô tớ hữu tụ tập cầu nguyện cho cuộc chiến có vẻ như không thể tránh khỏi thất bại. Vào sáng ngày 7 tháng 10, Đông Doan của Áo đã dẫn 80.000 quân của ông tiến đánh 120.000 quân thổ. Binh sĩ Kitô gần như bại trận, nhưng sau đó Đông Doan đã tập hợp quân lại và đã thắng trận. Các Kitô hữu bị cầm tù đã được cứu và giải thoát. Đức Thánh Cha Pio đã có một thị kiến về cuộc chiến thắng trước khi tin báo đến Roma. Truyền thuyết kể lại rằng Ngài đã thức dậy giữa đêm và kêu lên, quân Kitô giáo đã chiến thắng. Để ghi nhớ cuộc chiến thắng phi thường này, Đức Thánh Cha đã tuyên bố lễ Đức Bà chiến thắng. Sau này được đổi thành lễ Đức Mẹ Minh Côi và mừng vào ngày 7 tháng 10 đây là thời gian để nhắc nhở các tín hữu công giáo nhớ lại quyền năng của kinh Mân Côi. Nếu những kinh này có thể cứu cả vùng Kitô giáo bên Tây Âu, thì phải chăng những kinh này cũng có thể cứu chúng ta khỏi những gì ngăn cản chúng ta đến với Chúa? Kính thưa quý tín giả, giáo hội dành riêng tháng 10 để suy tư về kinh Mân Côi. Có thể chúng ta đang sống trong môi trường không có chiến tranh lan rộng, như giáo hội đã đối phó trong thế kỷ 16. Nhưng không có nghĩa là không có những phấn đấu khác trong cuộc sống. Hơn hai năm qua, cả thế giới vẫn còn đang vật lộn với trận đại dịch COVID-19 đang tàn phá khắp nơi. Không ít thì nhiều, mọi người cũng đã bị ảnh hưởng vì đại dịch này. Đây chỉ là một cơn dịch liên quan đến phần thể xác còn một cơn đại dịch nữa mà ít người quan tâm đó là cơn đại dịch tâm linh đau khổ và tội lỗi vẫn còn tràn lan trên khắp thế giới và rất nhiều người không còn ý thức những sự lầm lạc hay không nhận ra để tìm kiếm lối thoát nhưng đối với chúng ta những con cái của thiên chúa thì khác mỗi người cũng vẫn phải gặp những đau khổ và là con người yếu đuối thì chắc chắn vẫn còn xa ngã trong tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta niềm hy vọng. Nguồn hy vọng trên hết là chính Chúa Giêsu đấng đã xuống thế gian để mang hy vọng, mang ơn cứu rỗi cho nhân loại. Và Chúa đã đến qua lời xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria đã đáp lại mời gọi của Chúa thi hành sứ vụ không những chỉ mang Chúa đến cho nhân loại mà còn mang mọi người đến với Chúa. Đức Trinh Nữ Maria đã cùng trở nên mẹ Thiên Chúa và mẹ của chúng ta. Vì là mẹ của mọi người nên Đức Mẹ vẫn tiếp tục thi hành sứ vụ dẫn dắt đoàn con cái về với Chúa. Và phương tiện để giúp chúng ta đến với Chúa là Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi sẽ giúp đối phó với mọi khó khăn trong cuộc sống. Kinh Mân Côi sẽ mang sự bình an và Kinh Mân Côi sẽ đưa chúng ta đến với Chúa. Thánh Pio Năm Dấu đã quả quyết rằng, khi ở trong thời điểm đen tối, con hãy cầm chặt chuỗi hạt mân côi giống như con đang cầm tay Đức Mẹ Maria, và hãy sùng kính Đức Mẹ và lần chuỗi mân côi, vì chuỗi mân côi chính là thứ khí giới giúp chống lại những tà ác của thế giới hôm nay. Vậy trong tháng 10, tháng mân côi này, chúng ta hãy cố gắng thi hành ba mệnh lệnh Fatima là Anh năn tội cải thiện đời sống, tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria, và đặc biệt là siêng năng lần hạt mân côi hãy dâng lên Chúa qua Đức Mẹ những lời kinh mân côi như những bó hoa thiên để xin Chúa hãy đoái thương nhân loại, ban cho cơn dịch được sớm chấm dứt. Cho mọi người biết hoán cải và nhận biết Chúa và ban cho tất cả những ơn riêng tư cần thiết. Chúng ta hãy khiêm tốn xin Đức Mẹ chuyển những lời nguyện cầu của mỗi người và phó thác hết mọi sự đặt vào trong bàn tay của mẹ Maria qua những tràng kinh minh côi lạy mẹ Maria chí ái trong tháng dành riêng để tôn kính mẹ qua những tràng kinh mân côi xin mẹ đoái nhận những lời cầu nguyện nỗ lực của chúng con và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con ban những ơn cần thiết để danh Chúa được rạng sáng và ơn cứu rỗi có thể đến cho mọi người xin mẹ tiếp tục đồng hành với chúng con nhất là khi chúng con siêng năng lần hạt mân côi mang bình an và hạnh phúc đến trong tâm hồn đặc biệt trong thời gian khó khăn này và tiếp tục hướng dẫn chúng con trên con đường về quê trời với chúa với mẹ và các thánh trên thiên đàng amen Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Jesu Christus,